Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi tựa game Robic. Cũng đã rất lâu mình không chơi cái tựa game này rồi ha. Và video ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ ăn một trái ác quỷ review cho tất cả anh em và mọi người xem. Một trái ác quỷ mà rất nhiều anh em đã ăn rồi và đã biết cái trái này là trái gì rồi. Còn riêng channel mình vẫn chưa ăn ha. Đó chính là trái Jami Jami. Thì cũng đã rất nhiều anh em kêu mình hãy review cái trái Jami đi rồi. Ok anh em, trong video ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ ăn cái trái này ha. Rồi, bây giờ sẽ cán sẽ dọng cái trái Jami Jami Numi nè anh em. Để xem coi là cái trái ác quỷ này mình ăn vào nó sẽ có công hiệu gì, công dụng gì. Ở trong phim là nó mạnh lắm luôn đó anh em. Còn ở đây thì mình không biết như thế nào ha. Rồi, dọng vô nào. Đó, rồi đó. Vậy là xong rồi anh em. Ê, rồi lỡ mình ăn vào rồi lỡ bị ai đánh rồi không có trái Obi thì sao ta? Hết tiền rồi, cạn trào ráo máng rồi anh em à. À, còn được 1.3 triệu. Còn được 1.3 triệu chứ chả chơi đâu. Vào đây thì cái thân thể của mình là cơ bắp cường tráng, không phải như lúc phi lúc trước rồi anh em à. Này là có cơ bắp rồi. Rất nhiều anh em vì cái vụ cơ bắp này mắng mỏ mình than rên không có Robert mà tại sao. Thì không có thì nạp thôi anh em, nạp 50.000 được 300 Robert, đơn giản giản đơn thôi. Chứ đâu phải lúc nào cũng nghèo. Chắc là anh em xem mình chỉ vì mình nghèo hay sao á. Từ từ thời thế đổi thay chứ anh em, làm gì mà nghèo riết, phải thoát nghèo chứ. Chẳng lẽ là có một cái người nào đó mà nhà phải nghèo phải mạt rồi anh em ngồi trên anh em giàu anh em cừ cái người nghèo đó ha. Đâu phải vậy, từ từ người ta cũng phải thoát kiếp chứ anh em. Gì đây trời đất ơi, gì mà kéo mây đen đến nữa à. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng cái trái này ha. Hồi chết rồi anh em ơi, nó nằm xa xôi vờ vợ luôn. Rồi bây giờ thì giục bớt ra. Không có gì khó khăn hết. Đó, dục ra, hi ơi ăn rồi, dục luôn. Cái này để làm gì, trái nào mình chưa ăn mình để. Ồ, Turi mình còn 3 trái ta. Có một số anh em kêu mình hãy bán Turi đi. Nhưng mà anh em nào vô đây. À, đây. Có một bạn kêu bán Turi rồi đâu. Bạn nào ra. À, bạn này nè. Bạn này kêu bán Turi rồi, ok. Đó, dục Turi ra liền, nói bán là mình thải liền. Jami mình mới ăn. À đây, rồi. Đó, cái vị trí này ha, vị trí số 3 đi. Mình thuận cư địa số 3 anh em à. Đó, phải vậy chứ. Rồi, bây giờ mình, lại mình thấy cái dòng Ubi chụp cái mình rưa không. À, bạn này mới liền Ubi, trời ơi. Mới liền Ubi mà chụp nó không đẳng mà chém tới đằng đây. Kinh nè. Ồ, thấy kỳ lạ nha, lạng quạng à, bạn đó giả mù sa mưa đó anh em. Obi bạn đó có thể chụp từ đây tới đằng đây nè, nhưng mà thấy mình đằng đây nên là bạn đó lại đằng kia bạn đó chụp. Rồi bây giờ đi sang Akainu nào. Xem thử coi râu đen có đủ khả năng, đủ trình độ để sang hàng Akainu nào, trận cái gì vậy. Lát lưng nha bạn. Ok, không sao. Chết thôi vậy. Có gì đâu phải xoắn. Ủa đâu rồi? Ủa đó đâu rồi, anh thấy râu đen cái chạy luôn rồi anh em. Ủa mình nhớ mình ăn có trái quỷ Jami mà đâu có Gura kèm vô đâu mà thấy mình sợ công đuôi bốn đít chạy vậy. Ra đây con nội. Thiệt tình chứ, chạy mất rồi anh em à. Dòng đi rồi, văng bườm ra khơi rồi. Ủa cái thằng Akainu này trời ứng gì, cái gì mà nghe bạn nào mà ăn trái quỷ mà nghe cái rậm thấy ứng nè. Ủa thằng Akainu đâu rồi ta? Cứ lại thấy mình cái động thổ trốn rồi xong lắc luôn rồi anh em. Chuyện gì vậy? Thầy bà tiền về chứ. Rồi rét lại. Rét lại đi anh em. Rét lại mình sẽ tiếp tục ha. Chưa làm được gì luôn á. Đừng nói server lắc luôn đi nha. Mệt mỏi lắm à. Mấy bạn bây giờ chơi đỏ ai có trái quỷ nhiều hả? Mình thì dạng nhà nghèo nên là không có dạng trái quỷ nhiều như vậy. Nhờ farm, nếu mà anh em nào muốn có trái quỷ nhiều á, anh em ăn Obi, anh em farm thôi, lên tiền anh em mua thôi, chuyện đơn giản giản đơn, không có gì khó khăn hết. Mà thằng Akainu giờ cái vấn đề là nó trốn đâu rồi nè. Ăn bờ ngủ bụi đâu rồi ta? Đừng nói nó đi ăn ra biển luôn rồi cả. Ê, thấy cái thằng bên đây nhìn thấy giống lắm nha. Đừng nói nó bay qua đây đứng luôn nha, trời ơi xa dữ vậy. Phải không đó? Này đâu phải.
Thiệt, đi kiếm thằng A Cây Nư để An review cái quyển của mình. Tờ ở 800 điểm đây, thôi khỏi luôn đi. Rồi, cộng lên anh em. Cơ địa mình nói số 3 mà. Đầu bao nhiêu điểm thì mới có thể thuần thục trái quỷ này. 800 điểm luôn, tờ cũng đủ luôn anh em. Đủ bò luôn. Từ bạn nào chơi thải tới Mira đây. Thôi Mira lúc trước mình ăn rồi, mình bây giờ mình còn Muku mình chưa ăn nè, mình còn trái Hito chưa vọng nè, đó còn mấy trái đó nữa thôi, còn rất là ít ổi. Trời, cũng gì vậy cô? À, Gumu. Ủa, Gumu đây dữ dội vậy hả? Ghê vậy. Gumu lúc trước mình review ở đâu có vụ mà dữ dội dằn dện vậy, sao nay sám gió màn đêm vậy? À, nó cũng y vậy, chắc là tại review mình không để ý đó anh em. Wow, ghê. À, với tại cái áo của bạn ấy mình thấy đỏ đỏ, mình tưởng đâu nó có cái hiệu ứng aura mới, nào ngờ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chiêu của trái Yami ra ha. Trời ơi, toàn là bốn đêm bao trùm không à. Đó, 120 nè. Đây 600. 800. Rồi, ok. Vậy là đã đủ hệ thống chiêu thức của trái Yami rồi. Bây giờ đi thử anh em, đầu tiên là chiêu R ha, thử này coi. Thật không? Chiêu đó là chiêu hút anh em à. Để mình dữ liệu coi có hút giống như One Piece màu lẻ Neon không. Mấy nay mấy cái tựa game One Piece này nó ít có update lắm anh em à. Để cho mấy cái game bét nó đè đầu cỡ cổ. Chứ giờ cái lúc đầu úp nhiều quá đó anh em, còn bây giờ đâu biết úp gì nữa đâu. Hiện tại là bây giờ chỉ còn cơ hội là cái tựa game Robit này úp thôi, còn những tựa game của anh Bit còn lại là coi như bó tay rồi, úp hết rồi còn gì nữa đâu úp. Còn thằng này mày dí mày bắn quá à mày. Rồi bạn đó đã đấm bóp giác hư nữa rồi. Đâu thử chiêu tê anh em. Trời ơi, nó lắc rồi, hết rồi nó hết lắc rồi anh em ơi. Dạ ổn rồi ha. Rồi như thế này rồi sao mình thử ta đấm rưa không chứ bộ. Đấm lắc chết đó anh em. Mà lắc quá. Lắc chả không nổi luôn. Chắc bạn đó liền cái trái Gumu lên chắc cũng cực cao hay sao đó. Rồi mình không có dạng mình solo đâu bạn. Mình solo và là mình lấy cái trái quỷ khác rồi, chứ không phải là mình lấy cái trái này mình lợi mình đục mình đá bạn là mình solo đâu, hay không? Rồi bây giờ thì tiếp tục chắc là mình quýnh bằng đó đối tượng solo đó anh em, không có vụ đó đâu ha. Mình thử trái quỷ không có chết bạn đâu, trái quỷ có 800 điểm mà, chứ không phải trái quỷ 10.000 điểm, 20.000 điểm đâu. Tiếp tới này nè anh em, giọng rồi xong. Tạo ra một cái hố đen hút đối phương xuống ha, lại hết em tạo một hố đen xuống hút đó, sau đó trả lại. Hút mà cũng vô trả lại nữa chứ, hút luôn đi, trả lại chi vậy. Rồi, tới đấy là chiêu ép. Cũng như thế này. Wow. Tạo ra một cái vụ nổ bóng tối anh em. Lại cho anh em thấy ha. Đó, như thế này. Cũng giống như trái Mira đó anh em. Nhưng mà cái này là nó màu đen ha. Cái hiệu ứng này sao giống cái trái Mira trong cái tựa game One Piece gì quá à ta. Cái trái Mira mà anh em tôn sùng nữa mạnh nhất á, ở bên cái tựa game One Piece đó. Nhìn hiệu ứng giống lắm luôn. Nhưng mà có điều là cái đây là bóng tối, còn ở bên kia là hiệu ứng lửa. Rồi tiếp tục chú G. Quả cầu chắc rồi, không có thể nào mà thoát được. Rồi sao mà xì ke dữ vậy. Nhớ quả cầu của râu đen tạo đấm bự lắm mà trời ơi, sao càng ngày càng nhỏ. Phan thử ơi, nhỏ quá hả? Nhỏ mà người ta có vỏ anh em. Rồi tiếp. Giờ mình lết là đằng kia ha. Mình phan bạn này thử mới được. Đúng thiệt. Không thể nào mà nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán được hết anh em à. Đó, giờ tạo một quả cầu ra. Phan. Ồ. Phan vẫn còn hút đối phương lại đó để chịu thêm sát thương nữa anh em à. Ngon dữ người ta. Rồi lại. Chiêu này khoái rồi, cái gì vậy? Trời ơi coi. Y như mấy ông nội lan đi biển trời cốt gì vậy. Anh em coi xì ke chạy biển kìa anh em. Đi. Hút đi.
Bạn này cũng ăn cái trái rau đen rồi hả? Thấy thấy bốc hệ Lucia lên mà. Đúng rồi, có một số anh em ưa bàn tán về cái trái rau đen này là trái quỷ hệ gì. Thì mình nói luôn là hệ Lucia. Lúc trước thì thật sự là mình không biết thiệt, nhưng mà nhờ anh em khai sáng trong những cái tựa game One Piece khác nên là mình mới biết nó là hệ Lucia ha. Thì chắc chắn là Lucia luôn nha anh em. Nên là anh em đừng có nói hệ Paramecia nữa, nó sai rồi. Lúc trước thì mình cũng sai giống anh em, nên là mình cũng khuyên anh em là đừng có nên sai giống mình ha. Tại vì sao? Tại vì sao mà cái trái ác quỷ nó hệ Lucia mà lại giống Paramecia như vậy? Tại vì cái trái ác quỷ Rami này đó thì nó hấp thu sát thương, nó rất là giống như là hệ Paramecia, nhưng thật sự nó là hệ Lucia ha. Trời, gì đây trời, review trái quỷ mà đụng ông nội này nữa chứ. Đấm đấm thì cái ghét luôn á, thấy bực mình luôn á anh em. Đang review đâu phải mình làm gì bằng đó đâu, có dí heo đấm đục làm như là massage mình nè. Cũng để cho mình đi ra tí chứ, đấm thì cũng có chừng có mực tí đi. Trời đất ơi, lại giọng bùm bùm khổ quá anh em ơi, mình cũng khổ lắm chứ bộ. Đó nữa nè, nó giờ ghét dí quýnh mình luôn kìa anh em, thiệt không thể nào tin nổi. Rồi tiếp, đáng trong cái lúc review. Trời ơi, coi nó hồi máu rồi trời. Cái trái có trái gù mư hồi máu nhanh với trái nào anh em kia hồi máu nhanh nữa đó mình quên mất rồi. Trái gù mư thì lúc trước mình review mình thấy hồi máu nhanh đó rồi, xong la liệt luôn, nó phá đó anh em, cũng đi đấm bùm bùm vậy đó, mình hiền quá mà. Rồi cảm ơn bạn, thì cũng tội bạn đó thôi, bạn đó cũng lợi đấm vậy đó mà giết được biết bao nhiêu người á. Gì nữa đây, gì gồng lên gì nữa, rồi xong luôn, bị bằng đó tiêu diệt nữa rồi. Nó phá đó anh em, đây là cái tội phá tri nã, hồi lát là mất hết rồi. Đừng có vô channel mình ném đá ném gạch gì chữ mình nha, mình không có làm bất cứ một cái điều gì luôn á, tại bạn phá quá mà. Rồi ok rồi, đó rồi, chuẩn bị có một trận quyết chiến, một trận đánh lộn đi nữa rồi anh em. Mình nghĩ là bạn đó sẽ ăn trái ubi vào, tại vì thường thường đánh lộn PK là sẽ ăn ubi, chứ ăn mấy trái khác là khó lắm. Ăn guro cũng được nữa nè anh em. Thôi mình nên né xa vụ này ra anh em à. Rồi tiếp tục đi, để cho mấy bạn đó tự thanh toán xử nhau đi. Mà bạn này cũng vì mình thôi. Ồ, trốn rồi. Cảm thấy quỷ chui được tốt. Mình cũng chơi như vậy cơ ta. Cảm thấy quỷ mình chui vô tường mình trốn. Đây, rồi vô đây à, tha hồ review. Gì vậy? Wow, ăn tu ri vô bá đạo anh em, sáng lợi kìa. Người ta ăn tu ri vô đó, ghê chưa? Ôi ghê thật chứ, ngưỡng mộ ghê luôn. Rồi lên tiền luôn các kiểu nè, sang bạn này nè, lên tiền ghê chưa, lên trí nã kinh vòm luôn. Rồi kinh mình đang review trái quỷ, lại cầm trái gu mư đục mình chi, ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Bạn nó cũng vì của mình rồi, xong rồi hết bài. Rồi xong rồi đó, vậy là Tori phế chắc. Tori nó thiệt sự không làm gì được luôn đó anh em, có trái ob đó là coi như là Tori bó tay .com.vn thôi. Rồi mình cứ tiếp tục đi anh em, để cho bằng kia bảo vệ mình là được rồi. Đó ha, chiêu R ha, lại ha. Đó. Ô, lợi sắn lợi sấy nữa hả? Trời ơi, ghê dữ rồi ta. Riết bây giờ cứ kiếm săn lùng để tri lùng điểm. Xử luôn đi em. Rôm ra. Làm cái gì đây em? Rôm đằng kia kìa. Em rôm đằng kia kìa, nè ngay đây nè. Rôm lại, rôm ra. Chém. Rồi.
cỡ mà mình có ubi từ nãy giờ, bạn này chết nói thiệt 8 kiếp với mình luôn nè. Rơm ngay đây nè, mình rơm ngay đây nè, hứa với anh em luôn, đặt cái rơm ngay đây nè, lú đầu ra mình chặt lú đầu ra mình bữa nè. Nè bay nữa, bay cho biết thế nào. Mình không sợ chết đâu. Ồ sắn sấy rớt kệ không sao, mình cho bằng đó giết mình luôn chứ bây giờ đi phá quá làm sao review anh em. Nó thật sự luôn, ta review mà vô và phá đi cầm gu mư đục đau tranh canh giọng đâu trong mỏ ác mình vậy á. Phải là mình khó khăn gì với anh em, chém chết á thì anh em bực tức lên, nhưng mà sao anh em không nghĩ á, trong lúc mà người mà bị anh em đấm vậy á nóng không. Mình là mình dễ, mình dễ lắm luôn rồi đó, gặp mấy bạn khác là anh em chết từ 8 đầu dương rồi, và bây giờ là bạn đó sẽ trả giá trong đó. Ô nè, lại sắn mình nữa nè anh em, thấy nóng không. Rồi bây giờ ôn bài lại sơ, mình ăn ubi lại là bạn này chết với mình, mình ăn ubi lại là bạn này tiêu với mình, đảm bảo anh em 100% luôn, bắt mình bỏ tù luôn chứ. Thôi ơi à, lại chú á, anh em thấy bực không, nó mở cho anh em vào chơi mà vậy á. Bạn này Việt Nam nè, nó giết chết xong bắt bỏ tù luôn, đợi chờ 2 phút. Rồi mình ôn bài sơ lại, sau đó là mình sẽ ăn ubi vô, là bạn này nói thiệt không còn cái đường nào mà binh với mình luôn nè, cho hết đường binh luôn. Mình một khi mà đã điên lên á hả, thì trời cứu, đừng có để cho mình lấy được cái ubi heo. Bạn đó nói thiệt không có một cái đường nào mà lết lại luôn. Ôi hiền với anh em quá, thì cũng như thế này đây anh em à. Đây là kết quả nè, giết chết xong bắt luôn, chơi nhau à. Được thôi, vậy là mình lết xác trường mề ra tù rồi đó anh em. Sau cái buổi ra tù này thì mình biết là bạn đó còn lộng hành lộng quyền nữa hay không. Nếu mà lộng hành thì mình ra tay thôi, còn không lộng hành thì thôi vậy bỏ qua, chuyện nhỏ bỏ qua anh em à. Nói chung á thì bạn đó nhỏ, thì mình nghĩ á, trong cái lúc mà mình test trái quỷ Jamie á, thì mình test vào người bạn ấy, có thể bạn ấy nghĩ là mình đánh bạn ấy là solo gì các kiểu. Thì nếu mà là bạn đó đã nhận định solo rồi đó, thì đánh bại đối phương xong thì thôi đi, bỏ đi. Còn này đánh bại đối phương còn dí cầm cái trái gu mư đục đầu ta, đục bụp dí đục hoài anh em à. Thì mình cũng đã nhận rồi, mình coi thử cái bạn đó làm gì. Cỡ mà bạn đó định solo đó thì người ta đứng yên thì biết là người ta không muốn solo nữa rồi. Nào ngờ dí đấm nữa. Thì lỗi là lỗi của ai? Một phần là do mình thiệt, nhưng mà một phần là do bạn đó. Và bạn đó là cái lỗi nhiều hơn về cái những cái giờ phút cuối ha. Rồi bây giờ thì không nói về bạn đó nữa anh em à. Nếu mà bạn đó hối lỗi thì thôi vậy, tại vì mình thấy bạn này là không đánh nữa. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái chiêu R lại ha, ôn bài lại sơ rồi mình nghĩ anh em à. Nói chung là test trái quỷ không có gì nhiều cái gì ạ. Trời ơi, vô ngừ thì có 1000 máu rồi anh em, mà vô cái thằng đó gì mình thấy 500 mấy ngàn thì ứng nè. Ủa đâu nữa rồi, rồi nó bay mút chỉ cà tha nữa rồi anh em, chắc bay lăn bay lộn đâu nữa rồi đó. À nó rớt xuống nè, trời ơi có miếng máu rồi anh em à, miếng máu mà dạng nó văng cao quá đó, cái quay về vị trí cũ. Mình tưởng đâu là mình làm cái 500 mấy ngàn ngon lắm nha. Rồi tiếp tục chiêu này ha, chiêu này sẽ hút thằng Akainu đó, hút xuống đất xong trả về nè. Hút xong mà còn phải trả về chứ. Ê gì ông nội, hút xong trả về rồi mà. Rồi tiếp là chiêu F ha. F sẽ tạo ra một cái vụ nổ bóng đêm. Đây, nó rớt rồi anh em. Mình hút quá, mình trả về nó rớt rồi đó. Ở đâu nữa rồi? Ở đâu rồi? Thôi, thử bạn này đi, mình nghĩ bạn này không chết đâu anh em à. Làm sao mà chết được với cái chiêu thức phải nói là tầm thường mí lao như vậy. Rồi kế đến là chiêu G là chiêu cúng cùi ha. Đó, vừa vào thì giơ hai tay lên tạo quả cầu thấy bự lắm anh em. Anh em cứ gồng lâu gồng lâu nó nhỏ vậy đó anh em. Đâu mình gồng thêm nữa coi có bự nữa hay không. Nhìn giống như là kết thúc bằng cái đòn Genki Dama của Goku vậy anh em. Đó, sau đó mình sẽ phan thử bạn này ha. Giờ không có thằng Akainu thì xin lỗi bạn, mình test thử vậy. Quả này đó, mình chọi ra thì sẽ trong vòng 5 giây nó quay tròn ở đây sẽ hút cái bạn này vào hết anh em. Đó, đơn giản vậy thôi.
Vậy là video ngày hôm nay thì mình đã thử test cho anh em cái trái Yummy Yummy OK Coco rồi đúng không? Cũng đã ổn rồi. Nếu mà anh em nào mà thích trái quỷ này á thì anh em có thể luyện nó lên 60.000 điểm, rồi sau đó là anh em sử dụng để solo vập coi các kiểu. Thì thật sự là mình vẫn chưa đưa ra cái đánh giá là trái quỷ này nó có solo đỉnh cao hay không. Có 1.000 điểm vẫn chưa nói được điều gì. Nếu mà mình nâng lên 60.000 điểm thì có thể là mình có thể đưa ra một cái so sánh nhất định ha. Rồi, cũng cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video nào đó không xa của mình. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay, đã hãy chia sẻ cho bạn bè và mọi người cùng xem nhé. Và anh em đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ channel mình nhé. Bye bye anh em.